Chiều nay 23 tháng 12 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp phiên thứ 19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Úc, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Theo báo cáo, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương tiếp tục được kiểm soát. Chiến dịch tiêm chủng đạt kết quả khả quan, tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam ở mức cao. Trong 30 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trên 12.000 ca mắc mới, giảm 23% so với 30 ngày trước đó. 11 ca tử vong tăng 2 ca. Số ca mắc mới trung bình 7 ngày đang ở mức 280 ca. Riêng ngày 18 tháng 12, 2022 ghi nhận 177 ca, thấp nhất trong 60 ngày qua. Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nguồn lây từ nước ngoài. Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, đến nay trung ương và các địa phương đã chi 87.000 tỷ đồng hỗ trợ cho 55,68 triệu lực người dân và gần 1 triệu lực người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phát biểu bế mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19, không được lơ là chủ quan, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, đáp ứng giúp mọi tình huống xảy ra, không để dịch chồng dịch. Tập trung tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ. Đồng thời khắc phục các vấn đề liên quan đến thuốc, vật tư trang thiết bị, nhân lực y tế, thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cung ứng các điều kiện cần thiết để bảo vệ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, không để ai bị bỏ lại phía sau.